Vũ xin chào bà con. Hôm nay cũng có mấy cái càng cỏ của Im 125 mà đăng lên phục vụ cho bà con ha. Tuy rằng nó cỏ nhưng mà nó nổ êm lắm. Cái tiếng kêu thanh trong to rõ, đội Im 125 là thanh trong to rõ, nó rất là ok luôn á. Người ta đã sử dụng, có người mua thử rồi hay có người đặt cái chục cây luôn á. Có người là nguyên cái dàn xe ở nhà ta nhiêu là ta thay cái còi nó hết trơn luôn á. Êm lắm. Ở đây là chỉ cái hàng cỏ thôi, nó không có hàng cọp quá ha. Đầu bây giờ nó khan hiếm đồ. Dạ, có bao nhiêu cây em sẽ thử quay hết cho các bạn quá ha. Ai mua nào được gì hú em. Bút lông lông rồi không đó. Cái này là phải đưa nó vô vách tường vậy nè. Rồi em sẽ thử cho cô bác nghe thử tiếng còi của Im 125 nè. Im lắm luôn. Điếc lỗ tai á. Quá lớn luôn. Nó nhảy hoài, nó nhảy tới nhảy lui hoài, với nó ông điện nó cực lớn. Quá lớn cô bác ha. Mặt tiền thì nó có chày chùa vậy nè ha. Rồi càng này số 1 kêu rất là lớn, càng Im 125 Made in Thái Lan đây, hàng tháo xe càng Nitco đây. Có chữ Nitco ở trong cái cày này đây, đó Nitco nè. Thái Lan, hàng tháo xe cô bác ha. Không có phải hàng mới nha. Hàng mới của nó là càng ABC. Im 125 càng mới là càng ABC. Cái này số 1 350 cô bác ha. Số 1 350.000, cái này là mà chưa có tiền ship luôn á. Mắc lắm á, bắt đầu cả hàng gin mà. Cây này không lớn là bỏ qua bên đây. Có 5-6 cây vậy quá. Dạ, cây này lớn dữ nè. Nó cứ dùng vô. Cây số 2 này quá thanh luôn, cây này cháu đẹp luôn ha. Hàng gin còn chấm sơn. Có chạy chỗ mặt tiền các bác ha. Số 2, 350 các bác ha. Này cháu đẹp nữa nè. Mặt tiền có chày. Quá lớn luôn, nãy giờ không biết làm chiêu này. Ở đó một cực khử hoài. Số 3 cũng 350 luôn các bác ha. Số 3, 350. Số 4, mặt tiền có chày.
số 4 350 luôn. Số 4. Rồi số 5 này cọp nhất trong bầy nè. Số 5 này cọp nhất trong bầy đây. Số 5, 400. Một, hai, ba, bốn, năm. Chỉ có số 5 là đẹp nhất và mắc tiền nhất thôi. Cộng thêm tiền ship là mấy chục ngàn nó mới được về quê, tới quê hương của mình ha. Còn cái kèn này không kêu nãy rồi sao kìa ta. Cái kèn này bỏ qua bên hay qua ha. Rồi 5 cái kèn. Quá là mua thì về hú em. Thì hiện tại em mới về bình xăng con Boe. Đó, xóa xị và bán người ta rồi. Bình xăng con Boe của Gim 125 Thái Lan đây. Bao mới cho cô bác luôn, con ốc nó mới nè. Cái bình xăng nước nhôm nó mới nè. Ốc hoàn toàn là chưa chạm, chưa về chân các bác ha. Như mới vậy đó. Đó, về thì mình mua cái bộ combo gì là mình đưa lên chiếc phu neo rồi là lẫm lúa thôi. Phu neo phu 2. Bình xăng này. Này bình xăng này bán ông luôn cái quay phim gì nữa. Đó, ông mua bán luôn này. Còn đây chục bô. Rồi cái phần chục bô này đẹp về đây tháng 3 2022 500.000 các bác ha. Nguyên cụm như nè 500. Tháng 3 tháng 4 2022 vậy nè. Còn ở đây có một cái lồng Gim 125. Đó, lồng mít tăng đa xịn Gim. Để cho các bác gắn phu 2, phu neo. Phu ít rồi đó. Đó tăng đa Gim xịn bên trong lồng còn mấy chốc luôn, bút lông vẫn còn luôn ha. Cái bát vẫn lòng mới chát luôn nè. Cái này là gin chón nha, đã qua sử dụng thì phải vậy thôi. Hoàn toàn em không chùi không gì chân đó. Nè. Cái phần hơi khói thì khi mà đổ xăng chạy thì phải có hơi khói rồi, cái đó là chuyện bình thường. Đó, lòng là hoàn toàn là nhôm đẹp nè, hoàn toàn không có rửa dầu gì hết các bác ha. Rồi cái lòng gin standard Gim 125 3 triệu. Rồi clip này đến đây là kết thúc nha các bác ha. Chúc các bác nhiều sức khỏe nha. Xin chào và hẹn gặp lại các bác ha.